đối diện ly sandwich nè. Ngày mai mình qua đó mình mua sandwich cho mình đi về. Ở trong ăn phở hả? Ăn phở chứ. Ờ. Sao mày phải ăn phở district one? Ừ. Mình phải ăn Việt Nam. Mấy ngày mình không ăn rồi ha. Đúng rồi. 4 ngày. Ừ. Ăn gì? Ăn đồ Việt Nam á hả? Ừ. 3 ngày à? 4. Mới có 2 ngày à. Thì sao anh đối diện ly sandwich kìa. Thứ 6 cũng ăn bánh canh rồi. Đó thì that's not Vietnamese food. Cái gì nữa? That's London food. Đây nè. Đây nè, để thỏa mãn sự nét đẹp thèm khát của hai đì. Nó đang rất là thích ăn cái món này. Hai đì thích ăn hả? I mean Christy. Christy à? Cú lộn hai tên. Cái này là cái gì ta? Khoai môn hả? Cái này khoai môn. Kem. Double taro là khoai môn mà là double là cộng lê vô hai cả luôn gấp đôi, đôi đúng rồi. Taro mà là taro tươi đó nha. Cái ly nước lạnh và cái ly không để mà xớt ra ăn uống chung. Uống nước đi, uống nước đi. Ăn xong rồi nè. Ăn xong rồi nè. Thấy không? Ăn xong rồi nè, thấy không? Trời ơi. Các bạn thấy không? Em no lắm, em no lắm, bao nhiêu cũng hết. Tôi không ăn một chút. Đúng, tôi không ăn một cơm. Tôi không ăn nhưng mà chúng em ăn có được không? Đi ra. Anh mười, mười. Trời má ơi, khi mình cái này nhiều người quá, muối tàu quá nhanh lên. Kế lên muối muối. Muối. Muối uống muối. Muối nhận ra ai không? Muối uống ra ai kêu muối không? Muối nhiều người kêu quá. Muối nhận ra ai mới hay á. Nè gọi lại nè. Muối ơi muối. Hey bro. Không biết mà tôi cũng chẳng biết ai hết. Hay đi muối ơi, muối ơi hay đi. Hay đi ra trời ơi. Muối. Ơi muối. Ơi muối. Trời ơi. Còn bây giờ cái giọng này của ai nè nghe muối đợi chút. Chị Khanh yêu dấu. Muối ơi muối. Đường ơi đường. Đố muối là ai? Chị. À Linh Trần. Chính xác. Muối giỏi quá. Vỗ tay. Ngày mai dẫn muối đi ăn. Mười, 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 mười. Nó đi giả ma nó, chị Khanh chứa nó chi cho mệt. Ừ. Nó cái xe cho nó âm sồng nguyên cái đường. Cái xóm người ta có bao nhiêu đèn nó đi dọi mẹ hết luôn. Trời ơi, nó phá. Nó quậy lắm luôn á môi. Sung sướng hết cả đi, có chị thương em cũng mừng. Có chị vậy được rồi. Trời đất ơi, nó đi chị nó lắm luôn á muối. Muối đừng có cho. Muối ơi muối, muối ơi muối. Yeah, we gonna let them know cuz we're staying. Nó không có biết làm gì cho người ta giận, chị biết không? Đúng rồi, nó dễ thương lắm bởi vậy mới thương nó chứ không là nó quýnh nó bầm mình nè. Mừng muối cho mừng cho muối lắm luôn nó muối. Mừng nó muối. Thì có đi làm còn cực lắm muối làm vậy đi muối. Lấy bị stress dữ lắm, bị sốc. Muối ơi em làm có rồi muối cho em muối đi. Đúng rồi muối. Bye muối. Bye muối. Rồi. Bye muối đi. Chung. Bye muối. Chúng em bye bye muối à? Hai ba. Chúng em bye bye à muối. Ok, cảm ơn.
chảo chảo mưa cái này có sòng bài không? Vậy mình đi đi, mình lên để đồ xong mình xuống mình đi đi. Đi cho biết. Khách sạn này mà mới. Thôi để đem mang lên để. Khách sạn này mới mình chưa ở lần nào. Gì? Ủa? Nó vô luôn hả? So every time you guys go into your room, make sure to scan your key card. Oh, they have the key. Okay. Yeah, wait to see the green lights, then you can press number 16. You guys have till Christmas? Just tomorrow. Oh, just tomorrow. Yeah. It's one night. Just to stop buying. Where are you guys going next? Go back to my island. Tòa nhà lầu 16 ghê vậy, nhanh vậy. Mình ở Swiss mà, chứ mình đâu phải ở phòng thường đâu. Tầng 16 thích Kitty. Yeah, cho chị hỏi là mấy bữa nay khách sạn của Kitty book giá cả như thế nào cho mọi người biết luôn. 16, 15. Okay, we got this one then. Đây. Cái cửa đó thôi. Đây. Yeah, you want it. Mở đèn lên. Mở đèn rồi. Ủa xong thấy đèn. TV. Đây là phòng kế bên. Phòng này là phòng của chúng ta. Có lý đó. Đẹp quá. Thiên bếp đang ngủ dưới súp mà. Kéo ra cái sofa nữa. Ủa trên sofa nó 4 giường. Nè bên đây có 1 giường thôi. Nhưng mà hai có bự như vậy thì 3 người ngủ cũng lộn. Hai người bên kia. Ồ đẹp quá. À cái này là vợ chồng người ta đó. Không, con này cái tắm đây nè, hai người nằm đây ngủ. Ok. Anh cái tí. Ok luôn. Cái tí. Dạ. Tắm đây có vết thấp kia mất điện, cái này là tắm đi. No, I know, I'm just kidding. Mình nghĩ tao ghét tắm đây không? Oh no. Yeah. Thank you. Thank you. Any question before I go? Trời ơi, bự quá trời trời. Did someone texted you from like Hilton? Oh yeah, I will text. Yeah, just text them back. Okay, everything you need, just let them know it. Yeah. Like it is. Mà thay vì á mọi người ngủ trong cái giường khuyên nhỏ hai người này khuyên rồi. Ừ đúng rồi, wifi mất trung tức nữa chứ. Đẹp ghê không các bạn.
Thích không? Thích, thích phòng này không? Khảo. Không có thích mà quá là hạnh. I know you like this. Không thích mà quá thích. Trời ơi, có bếp, có tủ lạnh luôn. Chúng em cảm ơn Christy. Chúng em cảm ơn Christy. Nguyễn. Đừng có ai mở tủ bóc kẹo mày lại nha. Rồi, xong một em. Ai? Rồi, em thứ hai đâu? Easy, con. Để cho nó con. Đúng rồi, easy. Trời, có bàn ăn nữa kìa. Này mình đi mấy một tuần ha, đi mấy ngày á. Mà cái này có một ngày một đêm mà gần 500 đô rồi đi một tuần lễ là tiền không á. Làm ơi, cái này là because nó là ngày chủ nhật chứ ngày thứ bảy cái này có ngàn đô không? Bây giờ công công là ai ngủ ở đâu? Cho cái xin nó chọn đi. Mày muốn ngủ ra công công đi. Mày ngủ đó sao mày ngủ được không? Đó. Mày có sure không? Ở trong hôm không? Ở trong kia thẳng hơn người cái ti. Cái ti. Nhưng mà nó ngủ chung là nó nghe ngáy nó lại không không ngủ được. Không ngủ được. Quan trọng là nó ngủ được riêng. Vậy chị nằm cũng vậy. Đây chị. Không, chị nằm cái ghế kia. Không. Không, chị thích nằm cái kia thẳng hơn kìa. Ừ. Vậy chị lên với Heidi. Không, chị nằm bên kia. Chị nằm bên đây. Nè. Bây giờ chị là tối nay là Heidi ngủ với lại em. Em mà ngủ không được em vui đang ngủ. Đó, nếu mà em ngủ cho em hoài rồi chị bỏ ra. Em mà ngủ không được với chị hơn với chị lên thì em chui chị ngủ. Ủa, chị ngủ đằng đây mà. Vậy đâu? Bên đây nè. Chị ngủ trên cái giường rồi, chị ngủ một mình trên cái giường. Vậy là cái đi ngủ một mình bên này. À, chị Khanh với Linh Trần ngủ trong này. Hai đi ngủ đây. Mấy ngày đi cái sợ ngáy không ngủ được. Tối nay em ngủ à? Không, mấy ngày nó không ngủ, chị muốn có sự muốn kêu nó ngủ. Sợ nghe đi. Cái này mình gặp bà chị cũng ngáy, bà Linh cũng ngáy. Mình là trong gia đình không, mình phải thoải mái. Tại vì ngủ kể. Tại vì chị ok mà, chị ok. Đến tuy em có sleep day. Nếu mà tất cả chị không có chỗ ngủ á, riêng á thì còn phía đó chị mình cũng chung đúng rồi, ok. Chị Linh mình em với chị Thanh với Christy ngồi trong này. Ừ. Chị Linh thơ ngồi đó, xong. Cũng được, ta ngồi đây, chị Linh ngồi kia. Rồi mày đừng có la mình thì mình ai ngáy ở đâu, ai ngáy. Ai ngáy đâu. Thì chị Thanh ngồi với Christy đi. Là một trường biết là tối hơi chặt mày á. Hết. Cái giường chặt quá, tao không có ngủ bài. Thôi. Bà Thơ với lại chị Khanh ngủ ở đây. Còn cái Ti ngủ bên kia. Cái giường này còn bự hơn cái giường hôm qua mà. Thôi mẹ ơi, mà tao ngủ anh đứa nào nằm chính giữa khó chịu lắm. Thì cũng gây lộn bánh lộn. Không, hai đứa bay ngủ ra đi. Sống mở đèn cái giường này. Để ngủ ở đây cho. Cái gì mà ngại vậy? Cái này không mở đèn. Ừ, mở đèn lên kìa, công tắc kìa. Bên kia nữa. Bên đây bự hơn nè. Không, hai đứa giống nhau. Đúng rồi, bên kia bụi hơn. Ok, trở lại, ba đứa chú còn ở này, hai đứa này còn đều hơn. Đúng rồi. Cũng được. Cũng bà ngủ đây bà Linh. Ừ. Đúng rồi. Ok. Có gì đâu, có gì bà Linh nó nghe tôi ngáy. Đúng rồi. Mà ngủ rồi có nghe gì. Bà Linh nó ngáy quá, tôi nghe salon nó ngủ. Đúng rồi. Ủa mà không cái toilet này hả? Đó, bên bia cũng có toilet nữa, có phòng tắm luôn. Giống như hai, giống như một căn hai phòng. Hai phòng. That's the bathroom. That's why I wanted to do that. Chị lại thấy cái giường này bự hơn. It's on par with queen. Bằng nhau. Both king. Queen. 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 King luôn mà. This is cow king. The biggest king. Cái này là king. Cow king. Đây là biggest king luôn. Nhà chị là gì? Cũng king nhưng mà là... Chị là king, this is cow king. Cái này bao nhiêu phòng vậy? Cái ti? 42 phòng, 2 cái 42. Tất cả luôn rồi. Rẻ lắm luôn á, 42. Là 2 nhà luôn á. Tính luôn thuế luôn á. Rồi con này khách sạn qua 450. 450. Cái đầu tiên là 250. Còn đầu kia là 200, 270. Cái đầu tiên mà ngủ chật nít ba người là 270. Nhưng mà cái đầu tiên đó nếu mà muốn như vậy á, nó là tới 8-900. Quá mắc. Tại là tối thứ 6, thứ 7.
tối chủ nhật rẻ hơn. Nhưng mà nếu nhớ cái phòng như vậy mà ngày thứ sáu thứ bảy á là cả ngàn đô có đó. It's go up to at least là 700-800. Thôi cái đó thì hơi đau lòng. Ok. Thôi nè, lo tắm rửa đi rồi cái gì đi rảnh thì đi xuống dưới chơi. Chị lên quay ghê. Cái phòng này thì đứng là nó chỉ nối với nhau. Ý chủ là cái màn này đẹp quá mấy đứa. Ừ. Kéo cái này xuống này. Cái màn này xuống nè. Cái này là một cái good idea để cho mình làm màn đó hay. Ừ, để em kéo xuống thử coi. Coi hết luôn nè chị Khanh. Kéo cái ngoài kia xuống trước. Đâu mà nào. Wow. Nó có màn trắng ở ngoài nữa. Đúng rồi, nhưng mà mày để nó mới tối em mới ngủ được. Ừ. Đẹp quá. Đẹp quá. Chị Las Vegas. Chị City. Chị này. Mình bắt trước mình làm nhà mình thay vì mình làm cái cửa gỗ á. Hay quá luôn. À đi. Rủ hai đi đi không? Thì chịu quá thôi. Cái màn này là chịu quá thôi. Cái màn đẹp quá. Quá đẹp thôi, một cái ý kiến, một cái sáng kiến cho mình nữa không? Thay vì làm cái gỗ mà làm cái này quá đẹp. Tranh luôn ha. Ừ. Quá đẹp, chị sẽ về kiếm cách. Chịu quá. Quá đẹp. Đây coi có gì nè, Bình Linh. Tủ lạnh, trời ơi. Mấy pha cà phê nữa nè. Ở bên này cũng tủ lạnh nữa nè. Wow. Hay đi bên này cũng có nè, hay đi. Ủa bên đây có thịt nữa đó, bên đó không có thịt. Ngay trong tủ lạnh có thịt đầy đủ. Ở đây có gì á nè, có đũa muỗng nè. Thịt nguyên cục thịt bò ở trong tủ lạnh kìa. Cà phê không thơ? Nó có mấy pha cà phê nè. Cái đó là cái cho mình sao vậy hay đi. Hả? Cà phê là cho cái này cho mình mà. À cái này nướng bánh mì nè, sandwich nè. Dạ. Cái này trời coi dưới đây có gì? Có cái thùng rác. Trời ơi, thùng rác cũng đẹp ghê luôn bà con ơi. Chị Thanh mà quá đáng luôn. Nhưng mà chị chỉ cái màn Christy lớp cái màn nó làm đẹp ghê chưa? Ủa chứ mình sẽ làm một phần như một cái kéo. Ủa chưa. Cũng thường thôi, đi qua đây, Linh qua đây Linh. Mình review cái khách sạn này coi. Trời ơi, khách sạn này là mình đi qua đây. Quá trời mắt, bữa nay mình được như vậy là qua đây. Đi qua đây, đi qua đây. Cho nên thay vì 200 mấy, em mua 400 mấy để mình ở đây. Thì mình đi qua đây. Ừ. Cái đèn nè. Cũng như cái đèn cầu tiên mà. Rồi mình đi qua đây lên. Gớp. Ở đây có cái gì đây? Cũng có cái máy xay pha cà phê. Ủa mấy cô quay này bự quá ta. Ủa mấy cô quay này bự quá ha. Biết vậy nó ăn được Thái làm gì? Cái mua mì tôm thì nấu ăn. Gớp, cảm ơn mày nha. Này bếp nè. Lo điện nè. Điện từ. Giờ là 9 giờ là 14 phút. Trong này có dao. Trong này có dao, có lò, cái nướng bánh mì. Nè có cái thùng đi lấy đá kìa. Đá nè. Trong này có gì đây? Ồ trong này có tô. Trong này có gì đây? Không có gì hết. Dưới có gì đây? Ồ có cái rổ. Này có gì đây? Hình như là cái xe có lì. Bây giờ đây lên không có gì hết. Trong này tủ lạnh không có gì hết. Trong này tủ lạnh ngắt luôn. Cái này là tủ bự mà không có chị. Gì hết. Tủ đá mà. Để coi trong này có gì lên. Cái gì? Ở cái két đựng tiền. Ở máy giặt. Máy giặt đồ không? Giặt đồ kìa. Ừ. Máy giặt máy sấy hả? Dạ, máy giặt máy sấy. Ờ, hay đi. Có xà bông giặt đồ luôn nè. Có luôn. Em đã nói cái này như cái nhà mà. Nó cho mình giặt free, giặt đi, đứa nào không giặt đồ giặt. Thôi. Cái này sang ha, như tình sang ha. Mà cái này có gì? Ai đi xuống rác.
Trời ơi, có máy rửa chén nữa nè. Khoan. Ồ, trong đây có son luôn nè. Có nồi, có chảo, có son luôn nè. Cho mình nấu đó. Ủa, ủa, có máy trời ơi, chén đó. Ly, rượu. Chén đâm. Ly đầy đủ nè. Ồ, cái này là tôi ở. Ủa, vậy ở thêm một ngày nữa đi. Nếu muốn. Thôi, một ngày mấy trăm đô. Đi mình xuống ngày đi. Mai vậy? Ngày mai cũng vậy. Ngày mai cũng vậy hả? Ngày mai mình đi xuống mà Lâm. Ừ. Rồi bây giờ chúng ta ra khỏi phòng, chúng ta đi. Thay vì chờ mọi người tắm thì mình đi xuống dưới, mình quay một vòng cho các bạn xem và sau đó mình đi lên mình tắm sao hả bà Linh ha? Ừ. Ủa bà chưa này. Tắm hả? Chưa, thời gian đâu tắm bà. Rồi thay cái áo ra thôi. Rồi về rồi tắm rửa rồi thay đồ thay rồi ngủ luôn. Bây giờ mình đi xuống mình quay một vòng cái khách sạn này như thế nào nha. Rồi. Theo chân bà Tám đi, bà Tám liền trước đi. Đi thôi đừng có bơi. Mình ở lầu mấy? 16. Ghê vậy trời. Hay đẹp quá ha. Cái chuyến đi này là các bạn thấy như là thật nhất. Tại sao mặt mày sáng giờ không có làm, không có chuyện sạn, không có gì. Tóc tai nè, thấy không? Đó. Tóc thì đi hát thì nó khác. Tóc tai là cái như là cái những cái hình ảnh thật nhất. Cho nên có xấu một chút các bạn cũng không cảm, nó cũng không khe. Tại đi du lịch. Tại đi du lịch mà. Cho nên mình cũng không khe là mình xấu, mình đẹp gì đó. Cho nên có xấu một chút các bạn cũng thông cảm nha. Đây đây. Ủa, tầng trệt là một. Tại vì bà gặp bà với ông Quang đó. Lên lầu. Ơ, hồi nãy mình ở trên lầu. Hồi nãy mình trên lầu là lầu 2, cái này tầng 1. Nãy mình trên đây nè. Đã đi ra ra. Hình như là khách sạn này nó có nhiêu đây thôi hả? À, này có cái chợ thôi à. Nãy mình đi lên ngõ này nè, mình lên đúng rồi. Nãy mình đi ra đây. Vậy đâu có gì đâu. Vòng chỗ này thôi. Nói gì vậy? Ra đây coi thử. Chỗ đây đẹp quá nè. Salon nè. Chỗ này là chỗ salon. À, cái này chắc ra hồ bơi quá hả? Không, chắc ra cái sông gì đó. Để chơi á. Đó, ra ngoài đường nè. Ôi, có hai ông về kia quá. Nè, ở đây có hồ bơi nè. Ờ, sân tay nít tùm lum. Thôi vô đi sợ quá. Vô có hai cái ông nó đứng nó sợ. Thôi vô lại đi. Em ra ngoài đường nè. Ngoài cửa đẹp nè. Coi bên chỗ này nhỏ ha. Nó có gốc
gói gọn quá đi đây thôi. Ừ. Hilton này. Ừ, Hilton. Ồ, khách sạn Hilton tên. Mình ở tòa 1, cái này tòa 2, cái tòa nhà. Không biết. Ôi, nó đẹp quá lắm. À, chụp hình, chụp hình, chụp hình. Ở dưới đây có cái gì? Ở dưới trong đây có phòng tập riêng nữa. Ờ, có spa nữa kìa. Có thuộc bia nữa, có banh bàn nữa nè. Người ta cho vô hơn hết giờ. Đóng cửa. Mấy giờ? Kìa. Vô, vô, vô. Ừ. Có sức không? Ngay à, bộ nè, cái này là giãn lưng, giãn cốt nè. Mở ra, tập thể dục, mở ra cho nó khỏe. Hả? Ừ. Đưa khẩu trang ra mà thôi. Thôi. Ra đây thôi. Hồi đó bà hay tập cái banh lắm phải không? Mà bà tập bà ngồi bà toàn bấm điện thoại không à. Không thấy. Đã không? Nhớ mà. Nhớ gì mà. Đây là. À bà đi đi, tại bà tôi thấy bà đi khỏe á. Trời, tôi mà đi 5 phút rồi tôi xỉu á. Mà tim. Hay không? Thôi, sơ sơ thôi. Đã không? Cái xài đã ha. Ừ. Rồi, chỗ này chỗ tôi hay tập gym nè. Hay lên đây chơi nè. Bên đây là phải. Qua đây nè Linh. Chơi đánh banh bàn không? Đó, chơi. Một căn phòng có salon, có tivi, có bóng bàn. Bóng bàn, có bia. Đi tới đây, quay bia. Đâu có banh đâu. Không có banh.
bánh. Nướng bánh cũng có. Chắc ai muốn chơi là phải hỏi. Thôi bà, lục đồ người ta. Cái này trò chơi của con nít. Chắc bánh nó để ở đâu. Ngồi đi tôi thuộc bây giờ. Tưởng tượng cái banh nằm đây nha. Ừ. Sao bà không chỉa xuống cái banh, bà chỉa máy quay phim không vậy? Rồi tiếp tục, cái banh chạy qua đây rồi. Ừ. Canh coi. Dạ. Rồi, chà 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 cái côn đó ta. Cái banh này hơi bị xa. Xa quá. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ghê quá bà ta biết chơi thật đi da nữa. Mà nhỏ bà có chơi không? Hồi đó có chơi. Mà thuộc chúng không? Chúng. Đây. Tôi chơi bia lo bia. Ba bi hay là nhiều bi? Đẩy ra. Bia lỗ. Ở dưới đây thì có cái phòng gym với phòng này. Này chợ. Thôi thôi đừng có vô chợ chứ. Đó, người ta bán cái gì? Ồ bán đủ thứ luôn nè. Bia. Bán nước, bán bia. Bán rượu. Bán mì gói nữa kìa, mì gói nữa. Bán rượu sâm pan. Bán sữa. Toy cò. Bán mustard. Bán đủ thứ luôn. Có ốc sạch tế không? Chà. Trời ơi, bánh mì kìa. Sang mì, sang mì gói nữa nè. Vậy mình đâu sợ đói đâu. Ừ. Ở đây mình đâu sợ đói. Có bánh mì Maro nè. Maro là gì? Maro. Ý, có kem này ngon rồi mình ít. Thôi. Ủa, tôi khoái ăn kem này lắm á. À, hai đi đâu gì á hả? Ủa. Không phải hả? Trời ơi, cái hai kem này tôi khoái lắm á. Có 3.50 một cái hả? Cái gì? Không phải. Ở dưới. Ủa, là 3. Ủa, tôi khoái lắm á. Cái này bán thật ra. Đây cầm kìa. Nhớ ngoại ghê. Đây cầm trái cây. Rau. Nước táo. Lát cho nước thôi. Đi qua đây. Bánh bài. Có bánh bài. Bánh bài. Cái này giống như nhà hàng luôn á ha. Có pizza nữa cho mình lên. À. Có Starbucks nữa nè. Có dầu gội đầu luôn hả? Ừ. Dầu gội đầu, dầu tắm nè. Rồi đây đây. Hết rồi. Bên kia, bên số 1 á. Này số 2. Ghê. À mình trên lầu mình đi ra. Đây này, này. Thôi mình đi lên lại ha. Coi như là hết rồi đó. Ở đây không có sòng bài. Ở đây không có sòng bài. Ăn bánh hamburger không hả Linh? À. Ăn. Ăn không? Ờ ha. Ủa đi Linh không nào? Có phải? Nè. Ở đây.
Đây, trong này. Không phải. Cái này thang nè. Thử coi. Ờ, đúng rồi. Chịu quá, chịu quá. Đi vô luôn đi. Anh kêu. Thôi ổng mở à thôi. Không có, 16 mình mới được lên hả? Ừ. Mỗi người có một cái chìa khóa mà. 16. Đứng bên đây, bà đứng bên đây. Rồi tới rồi. Ổng 10 à, mình 16 chứ. Ổng nói. Ổng chúc buổi tối. Rồi thôi, chúng ta lại lên về phòng. Trời ơi, hành lang đẹp ha. Bà có nhớ phòng mình có mấy không? 1617. 1615. Trời ơi, đẹp ha. Hành lang đẹp ha. Let it go, let it go, let it go. Do, 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 do. Đây. Ủa? Mình đi bên kia. Dạ, rành quá ba. Nè, số 17 đây nè. Ủa vậy hả?